Xin chào các bạn, đây sau khi nấu xong nó sẽ lên cái bọt như thế này các bạn. Cái cấy. Đấy, cái cấy của nó đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ đặc lại. Đấy, rất là ngon các bạn này. Đấy, thấy chưa? Mẹ của tôi đang nếm. Rồi sau các bạn sẽ bỏ rau thơm này các bạn. Đấy. Mà đeo coi cái thịt, nhìn ngon chưa nè, nhìn thấy rất là ngon rồi. Thấy ngon chưa các bạn? Rêu cua chín hàng các bạn ạ. Ở quê mình 1 cân 35.000. Nếu mà chuyển ra Hà Nội là 1 cân 100. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Nhập cua đông lạnh. Này, bỏ vô đây, bỏ hai gỗ đi, bỏ lẹp mấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Các bạn thấy ngon chưa? Rồi. Đấy. Sao? Tuyệt vời. Đây là rồi. Sao? Rồi. Bắt đầu là đến thời gian chén. Thời gian chén. Rồi các bạn thấy không? Đây, nhà mình sắp chuẩn bị bún rêu rồi. Ơi. Thôi chuẩn bị nghỉ bố má đi. Đấy, rồi xin chào các bạn nha. Thế là xong rồi các bạn nha.